đài người bán nón. Hát The Castle. Tác giả Archibald Joseph Corney. Dịch tên nguyên bản tiếng Pháp Le Chapelier et son Château của Maurice Romond. Dịch giả Phan Minh Hồng, Mai Thái Lộc. Tập 24. Bà Lumsden càng giận dữ hơn, đứng thẳng người lên, hất đầu ra sau với một vẻ thách thức. Bà kêu lên the thé, người ta đã lăng nhục tôi trong một ngôi nhà mà tôi đã đến từ một nơi xa xôi và nhiều tốn kém để chia buồn với họ. Tôi đi đây, ồ, tôi đi về đây, không còn gì để giữ chúng tôi ở lại được nữa. Nhưng bà lấy một giọng trịnh trọng. Trước khi ra đi, tôi muốn biết những gì mà người chị họ đáng thương của tôi đã để lại cho cánh gia đình chúng tôi. Thế kìa, Brody vừa nói vừa cười mỉa mai. Và bà ấy để lại những gì, xin bà vui lòng cho biết. William cho tôi biết rằng, không kể đến những đồ sành sứ, những bức tranh, đồ bày lò sưởi đẹp nhất, chiếc đồng hồ và chiếc mề đai lớn của mẹ bà ấy, Margaret Lumsden còn mang theo chồng một số tiền khá lớn. Bà ấy đã tiêu xài gần hết số tiền đó. Brody trả đũa một cách thô lỗ. Bà ấy chuồn đi cho nhanh, nhìn thấy gương mặt tham lam ti tiện của bà, tôi phát nôn. Với vẻ cương quyết, ông chỉ cánh cửa lớn. Tất cả hãy ra khỏi đây, ở đây không có gì hết cho các người. Tôi tiếc đã cho các người ăn ở nhà tôi. Trên thềm cửa, bà Lumsden giận dữ gần như muốn khóc, quay phắt lại. Chúng tôi sẽ kiện ông ra tòa. Tôi không ngạc nhiên khi chị Margaret đã héo mòn đến chết ở đây. Ông còn làm cho buổi tang lễ của chị ấy mang nhiều tai tiếng. Chúng ta hãy trở về nhà, William. Brody kêu lên bằng một giọng cay độc. Tốt lắm, hãy đem William vào giường. Tôi không ngạc nhiên vì ông ấy tỏ ra thích cái giường của ông ấy đến thế, với một người đàn bà như bà ở dưới tấm chăn. Ông ta ném cho bà một cái nhìn nhục mạ. Bà có lý khi không để cho ông ấy rời khỏi cái giường một đêm nào hết. Nếu không, bà sẽ không bao giờ bắt ông ấy lại được. Đúng lúc bà ta biến ra ngoài với những người khác, đầu ngẩng cao và đỏ tía, ông dõi theo. Tôi sẽ không quên gửi qua cho bà đúng lúc. Nhưng khi Brody trở lại phòng, vẻ thản nhiên bên ngoài của ông đã biến mất và ông muốn ở một mình. Bằng một giọng bình thản, ông yêu cầu những người khác rút ra ngoài. Trước khi họ đi ra, ông gọi Matthew đến. Mày, hãy đi tìm việc làm. Tao không còn muốn thấy những cái ngây ngô và bản mặt sầu thảm của mày nữa. Mày hãy làm việc, mày sẽ không được sống bám vào tao nữa. Và khi Nessie đi ngang qua trước mặt, ông vuốt đầu con bé, nói một cách âu yếm. Con đừng có lo buồn nữa, con gái nhỏ của bà. Bây giờ, con hãy lau nước mắt và đi lấy một quyển sách hay một cái gì khác. Con đừng sợ, từ nay về sau, ba sẽ lo cho con. Ngồi một mình trong căn phòng trống, ông nghĩ rằng ông sẽ phục hưng trở lại nhờ Nessie. Phải, đứa bé thông minh sáng chói này là niềm hy vọng của Brody. Ông tự bảo ông sẽ săn sóc nó, khuyến khích nó, đưa nó từ thành công này đến thành công khác, cho đến ngày tên tuổi hai cha con ông vang lừng khắp thành phố. Các tai biến vừa qua, theo ông chỉ là một thất bại tạm thời, và đương nhiên ông sẽ vượt lên trở lại. Người ta không thể giữ một con người có giá trị ở mãi dưới đất. Câu châm ngôn này, một trong những câu ưa thích nhất của Brody, đã đem lại cho ông một niềm tin mới mẻ, khích lệ, an ủi ông. Chẳng bao lâu nữa, Sam Brody sẽ vươn lên, còn cao hơn trước, và riêng mình ông xem dự định khôi phục lại địa vị của mình nhờ Nessie như là một chiến lược tuyệt vời. Ông mường tượng như đã nghe cái tên Nessie Brody được truyền đi khắp các cửa miệng và hình dung thấy trước sự khâm phục của mọi người. Không gì có thể ngăn cản Sam Brody lại được từ sau cái chết của bà vợ. Bà ta quả là một chướng ngại ghê gớm cho ông ấy. Đó là những điều mà ông sẽ nghe người ta nói và là những điều đúng với sự thật. Trong lúc phụ đưa chiếc quan tài nhẹ bỗng xuống quyệt,
Ông có cảm giác đã cất đi được một gánh nặng. Ông không nhớ lại một điều tốt đẹp nào của vợ ông, không yêu quý một đức hạnh nào của bà, mà chỉ nghĩ đến sự yếu đuối của bà, sự thiếu hấp dẫn về thể xác của bà trong những năm sau cùng. Không một tình cảm dịu dàng nào, như tình cảm đã hơi rung động nơi ông bên chiếc giường mà vợ ông vừa chết. Không một kỷ niệm nào trong thời gian đầu của cuộc sống chung thức dậy trong ông. Trí nhớ của ông bị che tối lại, như một bầu trời đầy mây đen, không để lọt một tia sáng nào ở phía bên trên. Ông nghĩ rằng bà đã mang đến cho ông quá nhiều thất vọng. Sự hiện diện của bà, sự hiến dâng thể xác của bà, sự sinh ra những đứa con. Không có vấn đề chia cho bà một chút vinh dự nào về con bé Nessie. Nó là của riêng ông. Tóm lại, lời điếu tan mà ông dành cho bà được tóm tắt trong vài chữ. Một người đàn bà không có khả năng gì cả. Và lúc ông biết rõ bà chắc chắn phải chết, ông có một cảm giác được giải thoát kỳ lạ. Ông hãy còn trẻ, mạnh khỏe, và bây giờ bà không còn nữa. Ông có thể tự do nếm vô số thú vui. Môi trước của ông trề ra phía trước một cách tham lam khi nghĩ đến Nancy, tưởng tượng ra những thú vui nhục dục mà nàng sẽ dành cho ông. Nàng sẽ không bao giờ rời khỏi ông. Từ rày về sau, nàng có thể ở lại trong nhà ông để phục vụ ông, chiều chuộng ông. Nói cho cùng, người đàn ông cần phải có một người đàn bà để trông coi việc nhà. Thỏa mãn về cái quyết định đầy bảo đảm này, Sam Brody dần dần đưa những suy tư của ông trở lại cô con gái cưng. Bây giờ ông nhận thấy rằng, để có thể tiếp tục nuôi Nessie và giáo dục nó theo ý muốn, ông cần phải có một phương tiện sinh sống. Ông mím môi lại và lắc mạnh đầu, quyết định thi hành ngay chương trình mà ông đã suy nghĩ từ hai ngày nay. Ông đứng dậy, đi ra phòng ngoài, lấy nón và dù. Bên ngoài, trời mát và những giọt mưa nhỏ dịu dàng như những giọt sương thấm ướt áo quần và vuốt da dần trán nóng bỏng của ông. Ông hít thật sâu, cảm thấy thích thú khi không nằm ở dưới đất trong một chiếc hộp bằng gỗ chật hẹp mà được tự do đi lại trong không khí đầy sức sống. Kỷ niệm của sự thất bại trong thương nghiệp và kỷ niệm của màn hài kịch mà ông đã biểu diễn trước cửa tiệm hoàn toàn bị xóa nhòa. Sự thất bại của ông hiện ra dưới một bộ mặt mới. Ông không phải là kẻ thua trận, ông chỉ là nạn nhân đáng tôn kính của một hoàn cảnh không may. Cơn giận dữ do bà con bên vợ gây ra đã dịu xuống, và trong lúc này, dáng đi của ông làm cho ông cảm thấy mình là một con người quý phái. Sam Brody bước đi một cách trịnh trọng, không nói với ai, nhưng chào một cách nghiêm trang những người qua đường mà ông thấy xứng đáng được ông chú ý đến. Ông hành động đúng theo quan niệm cá nhân của ông, thoát khỏi bà vợ héo tàn. Ông sẽ cùng với Nessie thi hành một chương trình mới rất quan trọng cho cả cuộc đời ông. Đến cuối đường nhà thờ, ông quẹo sang phải, tiến về phía thành phố mới. Các cửa hàng trở nên hiếm hơn. Ở bên trái ông là những dãy nhà thợ thuyền mở ra ngay đường, không có giường, và ở bên phải chạy dài một bức tường cao bằng đá. Ông thấy dương lên một rừng cột buồm hay những cây xà ngang, trong khi gió biển đem đến tai ông hàng trăm tiếng động khác nhau. Đi chừng vài trăm thước nữa, ông dừng lại trước một ngôi nhà có mặt tiền rất uy nghiêm. Thoạt nhìn, Sam Brody giống như đang nghiên cứu một cách kỹ lưỡng tấm bản đồng kín đáo mang dòng chữ Công ty Lata. Nhưng sự thật, ông đang tập trung tất cả nghị lực để vượt qua cái cổng ra vào. Bây giờ, một sự e ngại làm quyết tâm của ông yếu xuống. Chỉ nhìn thấy những khu ở bên ngoài của xưởng, cảm giác mơ hồ về những của cải khổng lồ đã đem đến cho ông một cảm giác thấp kém. Ông xua đuổi ý nghĩ này với một vẻ bực bội, tự nhủ rằng con người mới quan trọng chứ không phải đồng tiền, và những bước chân nhanh nhẹn ông vượt qua chiếc cổng. Sự bước vào quá hấp tấp khiến ông đi qua mà không để ý đến phòng chỉ dẫn và bị lạc giữa một mê cung cho đến lúc tình cờ gặp được một thanh niên. Tôi muốn gặp Sir John Latta. Ông nói một cách kiêu hãnh. Tôi muốn gặp ông ấy ngay lập tức. Nghe đến cái tên oai nghiêm này, người thư ký giật mình. Đối với anh ta, tại đây có cả một trung đoàn chặn con đường đưa đến văn phòng vị chỉ huy tối cao, gồm các viên chức cao cấp, các viên chức hành chánh và các trưởng khu. Ông có hẹn trước không? Không. Tôi không can dự gì vào việc này.
Anh ta đáp, chối bỏ ngay mọi trách nhiệm. Nhưng ông sẽ gặp nhiều may mắn hơn nếu ông có một cái hẹn. Anh ta nói tiếng chót này như thế, đó là cái chìa khóa đúng để mở một cánh cửa bất khả xâm phạm. Tôi có cần cái hẹn của anh, tôi cần phải gặp ông ấy. Brody kêu lên bằng một giọng to đến độ người thư ký phải đưa ra một đề nghị khác. Tôi có thể nói với ông Sáp về lời yêu cầu của ông. Vậy anh hãy đưa tôi đến gặp ông ấy đi, nhanh lên. Brody nói một cách nóng nảy. Người thanh niên di chuyển nhanh nhẹn trong các dãy hành lang. Sau khi đã giới thiệu Brody với ông Sharp và nói về lời giải thích, anh ta biến mất. Ông Sharp không chắc rằng Sir John có thể tiếp ai vào ngày hôm đó. Ông giám đốc rất bận, đã yêu cầu không ai được phá rầy ông và ông Sharp cũng không đảm bảo sự có mặt. James Brody sợ vi phạm điều nghiêm cấm. Đôi mắt nhỏ bé bất mãn của Brody nhìn ông Sharp. Ông hãy nói với Sir John là James Brody yêu cầu được gặp. Brody kêu lên một cách mạnh mẽ. Ông ấy biết tôi, ông sẽ tiếp tôi ngay lập tức. Ông Sharp đi ra với giả Phật Ý, trở lại vài phút sau và lạnh lùng yêu cầu Brody ngồi chờ. Sir John sẽ gặp ông trong chốc lát. Brody ném cho ông kia một cái nhìn đắc thắng. Tôi đã nói cho ông biết trước rồi mà, đồ ngu. Brody ngồi xuống ghế, lơ là nhìn đám công nhân như một bầy ong đang lăng xăng làm việc dưới sự trông chừng của Sharp. Thời giờ trôi qua một cách chậm chạp. Sam Brody ngồi bó gối, suy nghĩ rằng chốc lát phải có nghĩa là một thời hạn rất dài. Càng chờ đợi lâu chừng nào thì sự phấn khởi của ông càng xẹp xuống và sự thỏa mãn của Sharp lại càng tăng lên. Ông nhận ra rằng ông không thể đi vào văn phòng của Sir John một cách dễ dàng như ông này đi vào căn tiệm của ông. Rằng ở đây khó được ông ấy tiếp chuyện hơn là đến bắt chuyện với ông ấy ở buổi triển lãm nông nghiệp. Sự ủ rũ nặng nề vẫn còn xâm chiếm Brody khi ông được mời vào gặp giám đốc. Sir John ngước nhanh lên khỏi bàn giấy khi Brody đi vào, chỉ một chiếc ghế, rồi lại tiếp tục xem xét một bản quà đồ được trải rộng trước mặt. Brody ngồi xuống một cách nặng nề và ngắm nhìn gian phòng sang trọng, chú ý đến những bức quà lộng lẫy bằng gỗ giá trị. Hai bàn chân đặt trên tấm thảm dày, ông nhìn những nét điêu khắc chạm trổ của cái bàn giấy, hộp xì gà bằng vàng, và nở nhẹ hai lỗ mũi, đôi mắt sáng lên. Cử chỉ của ông có vẻ muốn nói, tất cả những cái này làm tôi rất thích, đó là những thứ đáng lẽ phải thuộc về tôi. Thế nào, Brody, có chuyện gì thế? Sau cùng Sir John nói, nhưng không ngước mắt lên. Brody không thể không nhận thấy da lạnh lùng trong giọng nói, nhưng ông vẫn trả lời một cách dồn dã. Sir John, tôi đến đây để xin ông một ý kiến. Ông là người duy nhất ở Liverpool mà tôi nghĩ đến. Ông hiểu tôi, Sir John. Tôi và hoàn cảnh gia đình của tôi đến để xin sự giúp đỡ của ông. Latta nhìn Brody với một vẻ tò mò. Ông nói với tôi bằng những câu nói úp mở, mập mờ. Và đó là một cách không thích hợp với ông. Ông thích hợp với hành động trực tiếp hơn là với lời nói gián tiếp. Và ông chậm rãi nói thêm. Nhưng hình như ông cũng không thành công trong hành động. Ông muốn nói gì, Sir John? Ai đã nói xấu tôi? Sir John lấy một cái thước bằng ngà, gõ nhẹ lên bàn giấy, khoan thai trả lời. Ông đã làm cho tôi thất vọng, Brody. Chúng tôi không thể không nghe những tin tức và những lời đồn đãi trong thành phố, và ông đã hành động một cách vô lý. Phải chăng ông muốn nói đến cái hành động dại dột, hành động phân phát những chiếc nón? Dĩ nhiên, đó là một chuyện điên rồ. Latta đáp với lắc đầu. Nhưng về phần ông, đó là điều có thể hiểu được. Có những chuyện khác mà ông cần phải biết. Tôi đã nghe người ta nói về ông với những điều không hay. Ông biết tôi không bao giờ đánh người ngã ngựa. Nhưng tôi lưu tâm đến tất cả mọi người trong thành phố. Và tôi rất đau lòng khi nghe người ta nói xấu. Dầu người bị nói xấu là một công nhân hạng bét trong các xưởng của tôi. Brody cúi đầu như một cậu học trò bị rầy. Tự hỏi, phải chăng Sir John nghĩ đến sự thất bại của Matthew hay việc ông lui tới quán rượu quy hiệu của Winton? Latta ung dung nói tiếp. Ông cũng nhận thấy rằng tôi không vào cửa hàng của ông nữa kể từ đầu năm ngoái. Bởi vì lúc đó đã biết ông có một hành động mà tôi xem vừa bất công vừa tàn ác. Ông đã hành động một cách thô lỗ và tàn bạo với cô con gái đáng thương của ông, cô Marie. Và nếu có một số người có thể tha thứ cho hành động ấy, vì họ nghĩ
ông bị xúc phạm danh giá, thì riêng tôi không thể làm gì được để giúp ông, cho tới khi nào ông vẫn còn bị dư luận lên án. Brody ấn mạnh hai bàn tay lên những nét nhăn hằn trên trán mình. Latta, người duy nhất ở Liverpool có thể dám nói với ông bằng cái giọng đó. Ông nghĩ đến điều này một cách cay đắng. Quả thật, đây là một người duy nhất có thể nói với ông những lời như vậy một cách bình yên. Tôi không thể làm gì khác được. Ông nói bằng một giọng hờn dỗi, chỉ bị kìm hãm bởi một cảm giác mơ hồ rằng ông tùy thuộc và lòng tốt của Sir John. Đó là chuyện đã qua, đã xong rồi. Latta đáp lại một cách nghiêm trang. Ông có thể tha thứ cho cô ấy. Ông có thể hứa với tôi rằng cô ấy sẽ tìm được một nơi trú ẩn ở nhà ông vào lúc mà cô ấy cần đến. James Brody giữ một sự im lặng bướng bỉnh. Trí óc đang suy nghĩ không phải đến Marie mà là đến Nessie. Cần làm một cái gì cho Nessie? Ông có thể chấp nhận đề nghị của Latta dưới một hình thức nào đó. Và đầu luôn luôn cúi xuống, đôi mắt nhìn chăm chăm xuống chiếc thảm, ông nói. Được lắm, Sir John, mọi thứ sẽ như ý muốn ông. Latta nhìn rất lâu vào người đàn ông to lớn trước mặt mình. Ông đã một thời nhìn Brody bằng con mắt của kẻ sành điệu. Đối với tất cả những gì ra khỏi cái thường lệ soàn xỉnh, nhận thấy và đánh giá cao nơi Brody một mẫu người đặc biệt, mỉm cười trước tính tự nhiên rõ rệt của ông ta và dùng thứ một cách tò mò những lời khoe khoang kỳ lạ của ông ta. Ông đã quan sát Brody như một người cao thượng đánh giá một mẫu người khác thường. Và bây giờ, sự hiện diện của Brody làm cho ông ghê tởm. Ông nhận thấy Brody đã thay đổi, trở nên thấp hèn. Nhưng cố xua đuổi nhanh ý nghĩ này, nói cho cùng, chính ông đã chấp nhận lời yêu cầu của Brody. Ông hỏi một cách nghiêm trang. Vậy tôi có thể giúp đỡ ông về cái gì, Brody? Hãy cho tôi biết, bây giờ tình trạng của ông như thế nào? Brody ngẩng đầu lên, cảm thấy cuộc nói chuyện có vẻ thuận lợi cho mình. Tôi đã đóng cửa tiệm, Sir John. Ông đã biết, tôi đã bị đối xử như thế nào bởi những tên... Ông ta nuốt nước miếng và tự kiềm chế. Bởi những người của các công ty đã đột nhập vào thành phố này và đến ở kế bên tôi như một kẻ trộm ngay giữa đêm tối. Họ đang ngầm hại tôi, bán hàng quá giả thay vì hàng quá thật. Họ đã hút tất cả máu của tôi. Trong khi gợi lại những kỷ niệm đau xót này, đôi mắt Brody đượm đầy vẻ thương hại cho chính mình. Và ông dung hai cánh tay lên trong một cử chỉ biểu diễn. Nhưng Latta đưa bàn tay ngăn Brody lại và nói. Và ông đã làm gì để chống lại cái chiến thuật này? Ông có thử thêm các hàng hóa khác vào mấy chiếc nón của ông không? Hoặc có tỏ ra khả ái hơn đối với khách hàng của ông không? Brody nhìn Latta với một vẻ bướng bỉnh ngu xuẩn và kêu lên. Tôi đã hành động theo cách của tôi, như tôi đã luôn làm. Latta nói một cách dịu dàng. Tôi hiểu. Tôi đã chiến đấu chống lại họ như một con người quý phái và ngay thẳng. À, tôi có thể bẻ họ ra từng mảnh với hai bàn tay của tôi đây, nếu họ có can đảm đọ sức với tôi, nhưng họ hành động ngầm. Làm sao tôi có thể hạ mình xuống mức độ của họ, của những con vật đó được? Và ông có mắc nợ không? Không. Brody kiêu hãnh đáp lại. Tôi sạt nghiệp, nhưng tôi không thiếu ai một xu nào. Tôi đã cầm cố ngôi nhà của tôi, và bây giờ nếu tôi không có gì hết, tôi cũng không nợ ai hết. Tôi có thể làm lại cuộc đời, đầu ngẩng cao, Sir John, nếu ông muốn giúp đỡ tôi. Con bé Nessie của tôi cần phải thử vận may của nó. Nó là đứa con gái thông minh nhất ở Liverpool. Nó đủ điều kiện để đạt được học bổng do thân sinh ông đặt ra, miễn là tôi tạo đủ điều kiện cho nó. Tại sao ông không bán ngôi nhà kỳ cục của ông đi? Latta gợi ý, đã có ấn tượng tốt hơn sau những lời nói vừa rồi của Brody. Dù sao nó cũng quá lớn đối với ông, từ rày về sau. Bằng cách đó, ông có thể trừ được món nợ cầm cố và làm lại cuộc đời trong một ngôi nhà khiêm nhường hơn. Brody lắc đầu nói. Đó là ngôi nhà của tôi. Tôi đã xây cất nó và tôi sẽ ở lại đó. Chẳng thà nó sụp đổ xuống đầu tôi hơn là tôi phải từ bỏ nó. Và sau một lúc im lặng, ông kết luận giả u tối. Nếu đó là tất cả những gì ông đề nghị với tôi không muốn lợi dụng nhiều hơn nữa thì giờ của ông.
Ông bạn ngồi xuống đi. Latta kêu lên. Ông bắt lửa như một cái bùa nhùi. Rồi Latta lơ đãng mân mê cây thước, chìm đắm trong những suy nghĩ, trong khi Brody do dự cố gắng theo dõi những xúc động kế tiếp nhau trên khuôn mặt ông ta. Ông là một con người kỳ lạ, Brody. Cuối cùng Latta nói, và ông làm tôi tò mò. Cách đây một phút, tôi đã có ý để mặc cho ông, nhưng lại cảm thấy nơi ông có một sự lôi cuốn mà tôi không thể chống lại được. Tôi sẽ giúp ông một cái gì? Công việc kinh doanh không thích hợp với ông nữa. Ông là một con người quá quan trọng, quá chậm chạp, quá choáng chỗ. Ông sẽ không thành công nếu mở một cửa tiệm khác cùng loại. Dầu ông có thể mở được đi nữa, ông nên làm việc bằng những bắp thịt gân guốc của ông thì hơn. Song tôi nghĩ rằng ông sẽ chê là không xứng đáng. Như ông biết sử dụng một cây bút, giữ sổ sách, sắp hàng những con số. Chúng tôi có thể tìm cho ông một chỗ làm ở đây. Như tôi đã nói, đây là một sự giúp đỡ của tôi. Tôi không thể giúp nhiều hơn được. Ông có quyền từ chối. Đôi mắt Brody sáng rực lên. Ông đã biết ngay từ đầu rằng Sir John sẽ giúp ông, rằng những sợi dây thân hữu bền chặt giữa hai người sẽ khiến Latta phải giúp đỡ ông một cách trung thực. Ông mơ hồ đoán trước một chức vụ quan trọng. Sao, Sir John? Ông nói một cách dồn dã. Ông đề nghị tôi cái gì? Tôi đặt mình dưới sự sử dụng của ông, nếu tôi có thể có ích cho ông. Tôi có thể cho ông một chỗ làm trong văn phòng. Ngay lúc này có một chỗ trống trong khu cưa xẻ gỗ. Ông sẽ trải qua một thời gian tập sự. Tuy nhiên, vì nể ông, tôi sẽ tăng lương của ông lên một chút. Ông sẽ lãnh 20 đồng mỗi tuần. Gương mặt cổ Brody dài ra, nhăn nhó một cách thảm hại. Ông tưởng tai ông nghe lầm, đôi mắt mờ đi vì kinh ngạc và thất vọng. Nhạt nhòa dần cái cảnh tươi đẹp mà ông vừa vuốt ve trong trí. Cái cảnh được ngồi trong một căn phòng sang trọng và điều khiển một đám thuộc cấp sẵn sàng dâng lệnh ông răm rắp. Ông hãy suy nghĩ kỹ. Latta nói một cách thản nhiên vừa đứng dậy bước sang căn phòng bên cạnh. Tôi xin lỗi, đi ra một chút. Brody ngồi chết lặng, bị đè bẹp dưới sự nhục nhã. Ông, James Brody, ông sẽ là công nhân. Thế nhưng còn con đường nào khác? Vì Nessie, ông đành phải chấp nhận. Ông sẽ nhận cái chỗ làm khốn khổ này, nhưng chỉ là để chờ đợi. Sau này, ông sẽ làm cho mọi người thấy và cho cả cái tên Latta này nữa. Sao? Sir John nói khi trở lại. Ông quyết định thế nào? Tôi nhận. Brody trả lời, vừa ngước đầu lên một cách buồn bã, rồi ông thêm bằng một giọng cố gắng biểu lộ sự mỉa mai, nhưng lại biến thành xúc động. Dạ, tôi xin cảm ơn ông. Ông mơ hồ trông thấy Latta nhận chuông và nghe ông này bảo người bồi xuất hiện ngay sau đó. Ông gọi Blair ngay cho tôi. Ông Blair đến, cũng nhanh và cũng bí mật như người bồi, nhưng Brody không nhìn nhân vật nhỏ thó, có đôi mắt lạnh lùng hơn cả ông Sharp. Ông cũng không nghe rõ câu nói vắn tắt của Sir John, nhưng sau đó hiểu là cuộc tiếp xúc đã kết thúc. Ông đứng lên đi theo Blair ra khỏi văn phòng, tiến vào những dãy hành lang, leo lên một cầu thang băng qua một cái sân và sau cùng bước vào một phòng giấy nhỏ riêng biệt. Ông Blair nói một cách lạnh lùng. Mặc dầu ông ở bên ngoài những dãy nhà chính, tôi tin chắc rằng ông sẽ không lợi dụng điều này. Đây là chỗ làm việc của ông. Hiển nhiên ông ta xem Brody như một kẻ xa lạ đến xin việc, và trong khi giải thích cho Brody tính chất đơn giản của công việc, giọng ông ta lạnh lùng đầy khinh bỉ. Hai người công nhân khác trong phòng giấy, cả hai đều còn trẻ, đưa mắt ra khỏi những quyển sổ để nhìn nhân vật kỳ lạ đang đứng trước mặt họ, không tin đó là bạn đồng nghiệp mới của mình. Blair hỏi, ông đã hiểu rõ rồi chứ? Tôi đã nói rất rõ ràng. Khi nào tôi bắt đầu? Brody hỏi bằng một giọng ủ rũ, cảm thấy Blair muốn ông nói một cái gì. Ngày mai. Nhưng nếu ông muốn làm quen với sổ sách, ông có thể bắt đầu ngay từ bây giờ, nếu ông muốn. Nhưng... Ông ta sẵn giọng nói tiếp vừa bước ra. Chỉ còn có nửa giờ nữa là hết giờ làm việc, và tôi nghĩ rằng ông cần phải có nhiều thì giờ hơn mới có thể làm quen được với công việc này. Lặng lẽ, như thể không biết mình đang làm gì. Brody ngồi xuống chiếc ghế trước cái bàn của ông, chỉ thấy trước mặt những trang giấy trắng của một quyển sổ mở rộng. Ông không nhìn thấy những con số,
cũng không thấy những con mắt của hai người trẻ tuổi đang nhìn ông với một vẻ bối rối kỳ lạ. Bây giờ ông là một công nhân, một người cạo giấy với số lương ít ỏi. Trí óc ông dùng dãy chống lại, nhưng không thoát khỏi được ý tưởng đau khổ đó. Rời khỏi nơi đây, ông sẽ nhào tới bất cứ chỗ nào và ông sẽ uống rượu. Ông sẽ uống cho tới khi nào quên được sự nhục nhã. Ông sẽ đắm mình trong lãng quên cho tới khi nào cái kỷ niệm này đối với ông chỉ còn là một cơn ác mộng lố bịch. Khi nãy, ông Le nói còn bao lâu nữa? Còn nửa giờ. Phải, ông có thể chờ đợi cho đến lúc đó. Ông chỉ ở trong tình trạng nhục nhã này trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó thôi. Và rồi, ông sẽ tự do. Một cái rùng mình chạy khắp người Brody khi ông mò mẫm cầm cây bút và chấm nó vào bình mực. Chương 24. Mặc dù da của họ đen, họ không thể mặc đồ đó. Nancy nói với một tiếng cười nhỏ. Cậu muốn chế nhạo tôi. Ngồi trên cái bàn của phòng bếp, nàng nhìn Matthew với vẻ khiêu khích, đầu ngẩng lên, chân đông đưa thật rõ để nhấn mạnh câu nói của mình. Hoàn toàn thật. Matthew đứng tựa vào chiếc tủ chén đĩa, liếc nàng một cái, trả lời một cách quả quyết. Những người đàn bà ở bên ấy ăn mặc như thế. Thôi đi, cậu ơi! Nancy kêu lên bằng một giọng thích thú. Cậu nói dốc, lát nữa cậu sẽ bảo rằng ở bên Ấn Độ có những con khỉ mặc quần dài. Họ phá lên cười, cả hai đều rất hài lòng. Nàng như đánh tan được nỗi buồn chán trong một buổi sáng trống rỗng, lãng quên trong chốc lát tính khí cáo kỉnh của Brody. Cậu thì được dịp phô trương những kiến thức quảng bác của mình. Cậu nói dốc thật hay! Nàng kết luận với giọng trách móc nhưng cũng đầy khuyến khích. Sau khi đã kể cho tôi nghe chuyện người da đen nhai những quả hồ đào màu đỏ và đánh răng bằng một khúc cây, cậu còn muốn làm cho tôi tin rằng họ chải đầu với một cái chân ghế như đen. Người lùn đáng tức cười. Họ lại hòa tiếng cười với nhau rồi ngồi thẳng người lên với một vẻ e dè giả dờ. Nàng nói tiếp. Nhưng tôi cũng thích những câu chuyện kỳ quái đó. Dù chúng làm cho tôi đỏ mặt, cậu tha hồ nói dốc với một cô gái ngây thơ, chưa bao giờ được đi đây đi đó. Nào, cậu kể tiếp đi. Matthew đáp giả đùa cợt. Nhưng tôi tưởng là cô không muốn nghe. Đôi môi đỏ xinh đẹp của nàng chu lên. Cậu biết rõ tôi muốn nói gì, Matthew. Tôi thích được nghe cậu nói về tất cả những gì đặc biệt ở bên ấy. Không cần nói đến những người đàn bà. Nếu tôi có mặt ở bên ấy, tôi sẽ không cho phép cậu được nhìn họ, dầu chỉ một hai cái thôi. Hãy nói với tôi về hoa, về chim, về những con thú muôn màu sắc, những con két, con báo, con cọp. Tôi muốn được biết về những cửa hàng bách hóa nè, đền đài, các pho tượng bằng vàng, bằng ngà. Vì những cái đó tôi chưa hề được biết. Không có ai thúc hối tôi kể chuyện như cô vậy. Cô không bao giờ thỏa mãn. Tôi đang kể đến cái gì trước khi cô hỏi tôi về cái mà tôi được phép nói tên ra. Cậu cười. À, tôi nhớ rồi, những con bò cái linh thiêng. Ồ, thật khó tin, Nancy. Nhưng ở Ấn Độ, con bò cái là một con vật linh thiêng đối với hàng triệu người. Trên những con đường của các khu phố, người ta thấy nhiều con bò cái đi lang thang đó đây với những vòng hoa ở trên sừng, tự do chó mũi vào khắp nơi, luôn cả trong các cửa tiệm, và không ai ngăn cản chúng cả. Một lần, tôi thấy một con dừng lại trước gian hàng bán hoa quả, và trước khi người ta kịp kêu thì nó đã làm sạch. Người chủ hàng đứng yên nhìn nó ăn hết rào trái của ông, sau đó chỉ còn biết cột số hoa còn lại vào cổ nó với một lời cầu nguyện. Không, Matthew, không thể nào có được. Nàng nói vừa mở to mắt. Thật là hạ lùng, nghĩ rằng họ thờ những con bò cái. Ồ, nào phải chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Tôi không thể mô tả cho cô tất cả những gì tôi đã thấy. Phải có đi du lịch mới ngắm được những cảnh tượng tuyệt vời mà không bao giờ người ta tưởng tượng ra. Và có nhiều xứ khác còn đẹp hơn Ấn Độ.
mà khí hậu lại tốt hơn, ít mũi hơn mà cũng tự do hơn. Trong khi cậu nói, nàng say mê nhìn hình dáng mảnh mai của cậu trong bộ cơm lê màu nâu với gương mặt thanh tú, khả ái. 6 tuần lễ đã trôi qua sau đám tang của bà Brody. Kể từ khi nàng được chính thức giao nhiệm vụ trong coi việc bếp núc, Nancy đã dần dần nhìn Matthew một cách thiện cảm hơn là phải nghe những lời cọc lóc của ông già lầm lì. Cô không nghe tôi kể, cô bé trân tráo. Matthew bỗng kêu lên. Vậy mà chính cô đã yêu cầu... Vậy cậu thích tôi à, Matt? Nàng đáp lại, vẫn tiếp tục nhìn cậu bằng một vẻ mơ mộng, nhưng với đôi mắt quyến rũ hơn, một thái độ dạn dĩ và khiêu khích hơn. Dĩ nhiên, cậu kêu lên một cách nồng nhiệt, đôi mắt sáng lóe lên. Cô rất đẹp, thật là vui khi có cô ở trong nhà. Tôi vẫn luôn nghĩ thế từ khi trông thấy cô. Ồ, khi tôi đến đây, lúc đầu tôi nghĩ rằng cậu hơi sợ nói chuyện với tôi. Nhưng bây giờ tôi thấy điều này không còn nữa, và tôi rất thích. Tuy vậy, tôi tự hỏi cha cậu sẽ nói gì nếu ông ấy nghi ngờ. Matthew đứng thẳng người lên một chút như chuẩn bị tiến lại gần nàng. Nhưng khi nghe những lời ấy, ánh sáng vừa lóe lên trong đôi mắt cậu bỗng tắt ngấm. Và cậu tựa mình trở vào tủ, đáp bằng một giọng buồn rầu. Tôi không biết một phụ nữ trẻ như cô sẽ tìm được những gì nơi một ông già luôn luôn gắt gỏng. Một người trẻ chắc là thích hợp với cô hơn. Phải, Matthew, nhưng ông ấy mạnh. Nàng nói, liếc mắt đầy quyến rũ. Và tôi thích trong cái sức mạnh ấy sẽ quỳ xuống trước mặt tôi. Trong tình trạng hiện tại, tôi muốn làm gì ông ấy cũng được. Nhưng cậu đừng quên. Nancy nói thêm, thay đổi giọng. Rằng tôi ở đây chỉ để trông coi việc nội trợ. Phải. Cậu đáp một cách cay đắng. Cô có một chức vụ quan trọng. Địa vị của cô ở đây rất khá, Nancy. Còn cậu? Nàng nhanh nhàng trả đũa. Cậu cũng đâu quá tệ ở đây. Mặc dầu cậu đã nói với tôi về những chức vụ huy hoàng của cậu ở nước ngoài. Cô gái rành mảnh. Matthew nói với một tiếng cười khen ngợi. Tôi phải nghiêng mình trước cái lưỡi lanh lẹ của cô. Nếu cô muốn, không một người đàn ông nào có thể chống cự lại cô được. Điều đó sẽ không lâu đâu. Nàng đáp bằng một giọng đầy ý nghĩa. Cô gái đỡm dáng này thật đã làm cho máu của Matt nóng bừng lên. Nhưng cô hoàn toàn là vật cấm đối với cậu. Cô cũng biết như tôi, rằng đây chỉ là vấn đề thời gian. 6 công ty đã ghi tên tôi, và chỗ trống đầu tiên sẽ được dành cho tôi. Tôi không thể để đời mình tàn trong cái lỗ nhỏ bé này. Không gì có thể giữ tôi lại đây từ khi mẹ tôi mất. Nhưng tôi xin nói ngay với cô rằng, rời bỏ cô là một điều rất đau khổ. Nancy thẳng thừng đáp lại. Tôi sẽ tin cậu nhiều hơn khi cậu có một chỗ làm, nhưng cậu không nên để cho ông già đàn áp đến như thế. Tôi nghĩ rằng, cậu rất cần một người có đầu óc vững vàng để giúp cậu lên tinh thần và chỉ dẫn cho cậu cách đối phó với mọi việc. Giờ của tôi sẽ đến và tôi sẽ bắt ông ấy phải trả giá về tất cả những gì mà tôi đã phải chịu đựng. Cậu nói thêm một cách cao có sau một lúc im lặng. Tất cả những gì mà ông ấy đã bắt người mẹ đáng thương của tôi phải đau khổ. Dù sao, rượu cũng đang từ từ giết chết ông ấy. Không trả lời, nàng hất đầu ra sau, ngước mắt nhìn lên trần nhà với một vẻ trầm tư, để lộ đường cong xinh đẹp của cái cổ trắng ngần, và rồi cúi xuống một cách duyên dáng, kéo chiếc váy lên sát đầu gối. Tôi nói với cô rằng, cô hãy nhìn những gì ông ấy đã làm cho Nancy, cái cách mà ông ấy đã bắt nó học hành quá sức. Cô hãy nhìn những gì ông ấy đã làm cho mẹ tôi. Ông ấy không xứng đáng với cô. Cô không cảm thấy điều đó sao? Tôi không hề sợ, Matthew, tôi biết cách đối phó. Nàng thì thầm bằng một vẻ đầy quyến rũ. Điều gì vậy? Cậu kêu lớn lên, bị kích thích bởi thái độ của cô gái. Một ngày nào đó, tôi sẽ nói cho cậu biết, nếu cậu thật ngoan. Hãy cho tôi biết ngay lập tức. Nhưng Nancy từ chối, và nhìn đồng hồ treo, nàng nói tiếp. Tôi vừa nghĩ rằng đã đến giờ chuẩn bị bữa ăn trưa. Tôi phải nhớ đến những trách nhiệm của tôi. Nếu tôi quên vì sao tôi ở đây, tôi sẽ bị đuổi.
Chắc cậu ăn trưa ở ngoài như thường lệ, phải không? Đến lượt Matthew nhìn đồng hồ để xem mình còn lại bao nhiêu phút trước khi cha cậu về. Từ sau cái chết của mẹ, cậu cố gắng tránh mặt ông càng nhiều càng tốt. Phải, cô biết rằng tôi không nuốt nổi thức ăn khi ngồi cùng bàn với ông ấy. Không phải vì ông ấy làm cho tôi sợ, mà vì ông ấy thay đổi đến độ, ông ấy không còn nói một tiếng nào nữa. Chúng tôi càng ở cách xa nhau chừng nào, thì càng tốt chừng ấy. Đây là vấn đề khôn ngoan của riêng tôi, chỉ thế thôi. Trước khi cậu đi ra, Nancy vẫn ngồi yên trên bàn, để hai bàn tay ra sau đầu, và tiếp tục mỉm cười với một vẻ bí mật. Rồi sau cùng nàng thì thầm. Hãy đến đây một phút, Matthew. Cậu nhìn nàng một cách do dự, tiến đến gần chiếc bàn, chậm chạp đến độ nàng phải hối thúc. Gần hơn nữa, coi nào, gần hơn nữa. Tôi sẽ không ăn thịt cậu đâu. Vậy là khá hơn rồi đó. Vậy là cậu đã can đảm hơn một chút rồi đó. Cậu có biết không, Matthew, cha cậu không khôn ngoan khi để hai người trẻ tuổi như chúng ta kéo dài những giờ trống rỗng trong ngôi nhà này. Nếu ông ấy chịu khó suy nghĩ một chút, ông ấy sẽ không bao giờ đồng ý. Có nhiều ngày tôi không hề ra khỏi nhà, ngoại trừ đi mua đồ, và ông ấy không bao giờ nghĩ đến việc dẫn một cô gái đáng thương đi giải trí một chút. Vậy cậu hãy nghe tôi, ngày mai có một buổi hòa nhạc ở tòa thị chính. Nàng thì thầm và nhướng đôi hàng mi đen lên vẻ mơn trớn. Cậu nghĩ thế nào nếu cả hai chúng ta cùng đến đó? Ông ấy sẽ không biết gì hết. Tôi có cách để bòn tiền của ông ấy để mua vé. Cậu nhìn nàng như bị thôi miên. Bây giờ cậu biết rằng cậu thèm muốn nàng mà không dám chiếm đoạt nàng. Và trong khi cậu nhìn vào đôi mắt đen sẫm đó, một tia sáng mơ hồ lóe lên, thúc đẩy cậu có một quyết định đột ngột mạnh mẽ. Cậu buộc miệng thốt ra. À, Nancy, Nancy, rõ ràng cô biết cách quyến rũ đàn ông. Trong một giây, nét duyên dáng của nàng nhường cho vẻ thỏa mãn và nàng thì thầm. Còn buổi hòa nhạc, Matt, tôi chết thèm muốn được giải trí một chút. Nào, Matt, cậu có muốn dẫn tôi đến đó không? Matthew cảm thấy hơi thở của Nancy mơn trớn má cậu, và dưới cảm giác ngây ngất này, cậu nói một cách vụng về. Được lắm, tôi sẽ dẫn cô tới đó. Tất cả những gì cô muốn, cô chỉ cần nói một tiếng. Nàng thưởng cho cậu ta một nụ cười, nhẹ nhàng nhảy xuống đất và vuốt má cậu một cách âu yếm. Nàng vui vẻ kêu lên. Vậy được rồi, chúng ta sẽ được tiêu khiển thích thú, chắc chắn như thế. Cậu cứ để tôi lo, nhưng cậu sẽ phải đưa tôi trở về đây. Nàng nói một cách lộ liễu. Tôi sợ đi một mình trong bóng tối, tôi cần đến sự che chở của cậu. Rồi bỗng ngước mắt lên, nàng thốt ra một tiếng kêu. Chúa ơi, hãy nhìn cái đồng hồ treo này. Tôi chỉ còn đủ thời giờ để nấu chín những khúc xúc xích. Cậu hãy đi cho nhanh, nhưng nhớ trở lại khi nào nguy hiểm đã qua và chúng ta sẽ ăn một bữa thịnh soạn. Chỉ riêng hai chúng ta. Vừa xếp lại tập 24 Lâu Đài Người Bán Nón. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Dương Dương Lê và kỳ sau. Và bây giờ chào tạm biệt.